Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt mót đầu luôn nha. Cây này có mã số là 390, có hoành là 82, cây cao là 70, bầu ươm hiện tại là 45 nhân cho 33. Cây này mình xin giao lưu là 2.300k bao ship luôn nha. 2.300k bao ship là một cây cẩm thị cốt. Sống khỏe. 2.300k bao ship, cây này về mình làm form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Ba 90, 2.300k bao ship. Rồi sơn xin qua cây này luôn.